Não sao bộ là gì? Là bộ là cái bên mình nha. Đặt cái lỗ ở ngay lưng nè, khoảng 10 ly. Sau đó mình đặt chục ca vô bơm hơn. Rồi đưa cái để camera nội soi vô, nắm sát bộ bụng. Thì mình làm cái này khi mà bệnh nhân này nhiều khả năng phải mổ. Thì mới làm. Tức là bệnh nhân này có tổn thương gì đó, thường là phải mổ. Mình nghi ngờ thì mình sẽ làm. Nên nội soi ổ bụng chỉ làm khi mà bệnh nhân đó nó luôn là nghi ngờ phải mổ. Thứ hai nữa là mổ bên kia đấy, phải biết mổ cái này, tức là phải mổ nội soi ngon thì mới làm. Thì khi mình có người nhà vô, người ta nói này cần soi ổ bụng chừng đó, mình hỏi ta ăn mổ nội soi giờ có được gì vừa, chỉ là không làm được. Có phải không? Tại vì khám sát bụng có tổn thương hay không thì thường những trường hợp này lâm sàng không rõ ràng thì tổn thương nó nhẹ, thì lúc đó mình sáng hát thấy thì mình sẽ xử lý qua nội soi luôn. Ví dụ như có vỡ ruột thì mình thâu ruột qua nội soi luôn, có vỡ lách nhỏ thì mình thâu qua nội soi luôn, để ra gan thì mình vẫn thâu qua nội soi được. Có phải không? Nên người đó mổ nội soi giỏi thì mới sáng hát được. Như vỡ ruột có lỗ nhỏ thôi, vô ruột thì nhiều lắm, vô làm không quen thì làm họ lủng đi 2-3 lỗ. Nên làm sao nó có giá trị nhưng mà phải cần người mẫu giỏi. Một cái nữa là chọc giò bụng. Nếu mà mình khám bụng thấy có bụng chướng, gõ đùng, ấn đau, siêu âm có dịch hoặc là CT có dịch thì mình chọc giò. Nếu ra máu không đau không ngủ hoặc bị tiêu hóa để tiêu lại và tổn thương cho bụng. Chấm chỉ định dọn dò thì sẽ mổ cụ hoặc ruột chiếc hơn. Cách đây đâu nhiều năm ở đạp vừa có ca bị năm bị té, sau đó đau đây thì vô siêu âm dịch vụ đường vừa tập vỡ lách thì bác sĩ chỉ định mổ sinh hay của ổng, mổ ra không có gì đúng là vỡ lách cắt lách nhưng mà mổ ra cũng không có gì. Tức là về bụng lượng dừa đó là việc bán sơ gan. Tức là bệnh nhân có cái bệnh gì đó nó gây bán bụng trước, giờ té tình cờ vô viện nên thấy cái dịch bán đó nên cảnh báo là vỡ lách nhưng mà không phải. Thì cái đó do lỗi mình, lỗi bụng chi. Tức là nếu mà chảy máu trong bụng lượng dừa thì chỉ số máu phải thay đổi, các bạn hiểu không? Cái ca đó xét nghiệm chỉ số máu bụng lượng. Thì nếu mình nghi ngờ là những trường hợp đó thì mình sẽ chọc chọc ổ bụng. Cách đây mấy tháng thì có một bệnh nhân có 80 tuổi vô cấp cứu bệnh viện, bụng thì quán đau ít mình mà nói chung như nhẹ da rất nặng. Thì bác sĩ cấp cứu khám xong không biết được gì mà đi, thì bác sĩ CT mà cũng không biết được gì mà thì tôi xuống khám thì thấy có ván bụng, rồi có hiếm máu, mặt huyết áp thì mặt nhanh lên, huyết áp không tụt, rồi CT thì thấy có u nghe bụng thì nhiều gì thì tôi mới chọc giò bụng thì ra máu không đâu, thì cả đó là u gan dở. Tức là bệnh nhân bị ung thư gan nó vỡ cái u đó nó chảy máu luôn. Thì cái trường hợp đó chỉ làm tăng mạch, tức là bơm thuốc cho động mạch gan để làm tăng mạch. Chọc giò thì chọc 4 điểm thì trường hợp trên hoặc là chọc 2 điểm thì trường hợp cho cái thành là gì. Cái này là trước đây thôi, chọc 1 gọi là chọc 1. Còn sau này thì tôi chọc giống như cái hình bên đó, thì chụp CT thấy cái dịch đó đó thì mình định dựng cái dịch đó tôi ứng vị trí lên lên bụng là gì mình sẽ chọc thì chắc chắn là đây. Rồi thường tôi để cho thằng chú chọc trước, thằng chú chọc không ra tôi mới chọc. Còn một cách nữa là mình có thể chọc qua siêu âm, siêu âm mình thấy dịch thì mình tập kêu trực tiếp tôi mới dùng đó mình chọc.
Cái đây đâu đâu cũng nhiều năm, thì có ca đó bệnh nhân nữ 40 tuổi tập thân bị vô cấp cứu vì lâu hơn nhiễm trùng, thì cấp cứu kháng thông mà luôn ca đó có điều CT thì không kháng thông không có được mà luôn là nó buồn ngoại mang, thì khi kháng thì xuống thì bệnh nhân cũng tiếp xúc với cái đó bụng cứng ngắc, tức là bụng đau mà cứng lắm không biết bệnh gì, thì tôi mới ra chụp CT, thì CT trả lời về là ứ điện lòng tử cung, tức là không có dịch bụng gì hết, chỉ có dịch trong tử cung. Các bạn nghĩ gì? Thì tôi nghĩ là bệnh nhân này bị áp xe tử cung, thì mấy người mời khám sản, thì khám sản xong rồi sẽ cấp cứu mời lại tôi. Thì bác sĩ cấp cứu đưa ra cái ống dịch, cái ống chọc giò, chọc giò ra dịch ruột, mấy nói này là bệnh bu ngoại, trả lại ngoại. Tôi nhận cáo giờ xong tôi nói cái tôi không tin cái này, mời bác sĩ xem cái này, thì bác sĩ cấp cứu tự nhiên nói là tại tôi phục vụ các phòng bệnh gì, thì bác sĩ cấp cứu nói này bên ngoại rồi mà không nhận còn mời gì hoài, thì tôi mới nói câu bệnh viện là phải làm gì nghiêm túc, còn nếu bác sĩ không làm theo ý tôi thì tôi không nhận nhận. Tôi cũng được cấp cứu ở bệnh viện về chuyên khoa ngoại, các bạn em tôi được đó, thì tôi nói thẳng về công việc, thì cuối cùng mời bác sĩ sản, thì bác sĩ sản đó lấy tôi hỏi tôi ra đây vô giường thang máy, tôi nói tôi vô tiếp 4 ra tiếp 7 còn bị chị đã vô 8 tháng, tức là đi 8 tháng rồi lớn tôi trong cái chị nói chị chập giờ cuối cùng, các bạn biết chập giờ cuối cùng, trong giờ cuối cùng đó là mình đặt cái mở đường vô âm đạo, sau đó mình chọn cái kia vô cuối cùng sang âm đạo, tức là mình chọn vô cuối cùng luôn á, mình hút được cái thì gọi là chọn cuối cùng, các bạn hiểu không? Chỉ nó chỉ chọn cuối cùng á ra dịch tiêu hóa môn bệnh của ngoại, tôi nói tôi không có bài cái dịch này, tôi nói chỉ tôi cho chỉ làm một điều được không? Thế chị nói làm gì? Tôi nói là tôi muốn đặt một ống vô tử cung, tôi muốn coi dịch trong tử cung này, thì chỉ nói chỉ làm được, thì cuối cùng mà tới sáng làm tại cấp cứu thì tới bệnh nhân mặt tả cởi tả ra là bệnh tả nó thối, nó giống như nghèo mà nó chết, các bạn hiểu không? Nó thối gọi là mùi cốc chết, có ai biết cái này không? Thì tháo tả ra cho nó ban chừng ra trong năm đạo đó, và giống như neo mà nó lên cận gấp ra hai bồn hạt đậu mà chưa hết, thì quay qua xin lỗi tôi là này mình vui sẻ được, các bạn nghe ông ca nó không có kháng hạt đạo, không có chọc cuối cùng mà bác sĩ nói là chọc cuối cùng, các bạn hiểu không? Tức là bác sĩ nó không kháng hạt đạo, không có chọc cuối cùng, chỉ chọc trên bồn thôi mà nói là chọc cuối cùng. Nên nói với tôi á là không bắt không cần bác sĩ lớn nhỏ gì mà làm gì nghiêm túc chuyên nghiệp, nói chung bác sĩ càng trẻ càng dễ đau lòng, thì ca đó cuối cùng bên sản mổ và chuyển khoa vô mổ, bác sĩ chuyển khoa vô mổ xong cái qua phòng tôi mổ phòng khác, cái đó là anh mổ rồi, cái tôi hỏi là làm gì cắt hai dây rồi, thì nói anh có khùng không, bệnh nhân áp xe tử cung thì cắt tử cung, ông thì xẻ tử cung ra bệnh luôn mũ thì nó mới hết chứ, thế sao bị cắt tay dò lên, cuối cùng lơ lơ đi ra ngoài, bệnh nhân đó chuyển ra ngoài mấy ngày sau, hai ngày sau nặng hơn mổ lại cắt tử cung cuối cùng chết, thì các bạn nhớ ở Sài Gòn mà còn vậy thì nó chưa dễ tình. Nên học y là phải giỏi, ra trường phải giỏi. Những cái bệnh đó là tôi chưa giúp rất là xử hết mọi bệnh đó. Nhưng mà vấn đề là bệnh chuyên khoa thì khoa người đó là chuyên môn ai của người đó là nên tôi không có can thiệp được.
Các bạn hiểu tại sao tôi viết ra đó không không chồng cuối cùng không? Tại vì tôi coi CT ca đó không có miếng dịch bụng nè. Các bạn hiểu không? Làm sao mà chọc ra được? Chỉ có chọc vô ruột thôi. Tại vì mình đang ứ acetylcholin thì nó gây liền ruột. Thì ứ dịch trong ruột non, khi mình chọc vô thành bụng thì chọc vô ruột non sẽ hút ra dịch ruột non. Các bạn hiểu không? Nên nghề chẩn đoán hình ảnh không biết động, CT không biết động, mà khám thì không chứng thực. Nên làm đây là phải, thứ nhất là phải có tâm, tức là cái nào mình làm được mình làm, còn mình làm được thì mời người khác. Dĩ nhiên cái đó mà bình chản người ta nói là quá tài, người ta không làm, người ta để, người ta cứ nhờ ngoài làm, tôi nghĩ là như tôi qua bên Từ Vũ hoàn cảnh ca đó bác sĩ chẩn đoán là áp xe trực tràng quá hình rai luôn, nhưng mà tôi khám xong tôi coi thành hình rai rồi xong tôi nói này là áp xe phần phụ rồi, không có áp xe trực tràng. Hỏi mấy chị làm được không? Nếu làm được thì làm, còn không được thì tôi nhận gì làm. Chị nói làm không nổi thì tôi nhận gì làm, thì tôi vẫn bỏ đi thôi ca đó được. Các bạn hiểu không? Tức là nếu làm được thì cứ nói làm được. Một cái tầng tâm sàng nữa là chọc lửa trong phút này. Đó, cái này dữ nè. Rồi chọc lửa là sao? Tức là mình qua thành bụng, phải dùng đốt á. Mình dùng một cái catheter vào trong phút này. Mình đi vào trong phút này 1000 vì lít nước muối sẵn chưa. Lấy dịch làm xét nghiệm, nếu mà hồng cầu trên 100.000, bạch cầu trên 500, hoặc có dịch mặt, hoặc có hậu nước này, kể như là có tổn thương ở trong bụng. Vì chỉ định chọc lửa khi nào? Khi là bệnh nhân, khi là có chấn thương bụng tính và có một trong bốn cái này. Thứ nhất là có chấn thương cuộc sống. Thứ hai là tụt huyết áp mà không xác định rõ ở đây nguyên nhân từ đâu. Thứ ba là lơ mơ do ngộ độc thuốc hay là ma túy hay là chấn thương tâm não. Thứ tư là được mẫu diện các bệnh khác. Giống như người ta có chấn thương ngực, cần phải mổ ngực thì trước đây người ta chọc lửa. Các bạn dễ hết, chấn thương cột sống thì tại sao phải chọc lửa bụng? Thấy không? Hồi tôi học được ba là sách bộ môn ngoài, viết qua chữ cuốn tôi đọc hết. Các bạn vô các bạn phải đọc. Mình không đọc là mình không có kiến thức. Để làm gì mình không học được. Mình không có gì để học. Khi mình đọc đọc thì mình sẽ có kiến thức. Mình đâu được nhớ. Các bạn nhớ mình đọc hết rồi thì tới đó tự nhiên mình sẽ hỏi được. Còn khi mình đứng trước một mình không có kiến thức về bệnh đó thì mình không nắm gì. Cái cột sống thì nó sẽ gây gãy cột sống. Nó sẽ ép tủy thì sẽ bị thần kinh cảm giác với vận động nên mình phản bộ không có chính xác. Tức là ta có tổn thương mà ánh sáng ra. Các bạn hiểu không? Giống như ta chấn thương cuộc sống từ liệt hay chi dưới vậy. Thì nó liệt luôn buồn. Tùy cái mức độ mà như tổn thương cuộc sống lên thì nó sẽ liệt cả bụng luôn. Rồi tổn thương cuộc sống lên thì nó liệt trên dưới cơ dòng, hậu môn, cơ dòng bàng quang. Các bạn hiểu không? Nên hiểu cái này. Là tụt huyết áp mà không xác định rõ như nhau. Tức là bệnh nhân có vô mạch huyết áp nó cứ mạch nhanh huyết áp tụt mà mình không biết chạy áp đâu. Các bạn hiểu không? Thì người ta làm cái này. Chấn thương cơ não hoặc ngộ độc thuốc là lơ mơ, bệnh nhân không tỉnh táo kháng được. Đâu cách đây đâu có người mới vô bệnh chú có không đó không có gì không thấy xe vô gãy xương cả chân. Cái khám xong là tới tháng trước rồi mời ngoại thông quan đến tháng còn lại nhé, tháng được thì cũng luôn cho nhập viện bó bộ chống xây luôn, đi bộ chống xây phải học gì bộ chống xây là ta bó cái thẳng chân bằng thẳng chân gót chân á, thì đưa cái cây ngang qua bộ để cho cái chân nó xoay qua xoay lại thì để cho cái xương nó không di động ra sao. Còn sau này người ta mổ chờ phần xét nghiệm rồi ta mổ chương trình sao, có bao nhiêu
gọi là bột cánh xanh. Thì trong nhập viện sau 3 ngày sau ổng bình, nói chung bữa sau bình thường nhưng mà triệu chứng nó cũng đỏ, nằm ở chỉnh hình lên chỉnh hình 4 huyết. Tới 3 ngày sau thì ổng sốt, bột chướng lên đau bụng, cán ra mới vỡ đường hầm. Thì nó đi mổ vỡ đường hầm. Các bạn hiểu không? Thì cái vỡ đường nó gây viêm màng nhưng mà triệu chứng nó muộn. Nếu mình kháng ngay lúc đó thì hầu như không thể tốt ra. Thường mình sẽ nói ra những trường hợp đó thì thường là bác sĩ sẽ dẫu thứ hai là mình phải có chỉ định CT, các bạn hiểu không, hoặc là siêu âm gì đó. Nhưng mà cái đề tính là CT siêu âm tốt thường thì bác sĩ quyết định lâm sàng và phải quyết định chính xác thì mới phát hiện những ca đó. Nên trong cái viêm màng và vỡ ruột á là sẽ được những nó buồn nên khi mình sáng có một bệnh nhân này thì mình đừng tới về, các bạn hiểu không? Tại mình tới về và tầm xa nó quay lại dưới mặt nặng thì nên sẽ chịu. Còn được phẫu thuật thì các chỉ định khác là nếu như bệnh nhân có chấn thương phần mềm phải mở lần tiên thì bệnh nhân phải gây mê xong thì ra thở máy, dùng thuốc giảm đau, mình khá buồn không được, mình theo dõi được nên mình phải làm trước, tức là chắc chắn buồn không có tổn thương. Thì trường sau này người ta không có làm cái chọc rửa này, không biết ở tỉnh còn làm không, ở huyện còn làm không, chứ ở Sài Gòn bây giờ ta có làm, ta làm gì chưa, để sau ở buồn. Thế như bên lòng ngực phải mổ mở mình đi thì ngoài tâm quán sẽ thắng sát trước thì gây mê hết, thì lúc đó mình lạch rú, mình đặt coca vô, bơm lên, mình đưa ống đằng sau vô mình coi. Camera đằng sau ấy, coi vô thấy bình thường hết, không có dịch, không có máu, tại không tổn thương gì, để như là được. Các bạn nhớ, thì mặt luôn trên những cái gì được kim. Ngoài yêu cầu là người mổ phải nhỏ, mới thám sát được, chứ không có thể bôi sắp. Còn nếu mà thám sát vô, coi vô thấy có máu, mà người đó mổ đằng sau quen thì người ta sẽ mở bụng. Tức là làm đường từ ức tới mu, coi trong bụng có tổn thương gì. Ứng tí tí thì nói cái này, chấn thương bụng kính mà có bệnh nhân có sốc, tức là mặt anh huyết áp tụt. Nếu mà không có chảy máu bụng khác, ví dụ như không có gãy xương đùi, thì là chấn thương động thì mình mở bụng. Nếu mà có chảy máu bụng khác như là gãy xương đùi thì mình không biết tụt huyết áp này là nó do gãy xương đùi nên là chảy máu bụng không, thì lúc đó mình siêu âm hoặc là CT. Nếu mà thấy có dịch trong bụng hoặc mình gặp trò thấy có máu trong bụng thì mình cũng mổ. Lý do là gì? Tại vì bệnh nhân đang bị sốc, các bạn hiểu không? Tức là bị sốc là vì mặt đang huyết áp tụt, nếu mình không hồi sức, mình không tăng được huyết áp thì mình chết. Kể chứ đùi thì chỉ có cách là cố định xương thôi, tức là mình bỏ bộ lên hoặc kéo tạ thôi. Thì trong bụng thì nếu có chảy máu trong bụng thì lúc đó chảy máu hai chỗ thì người ta sẽ chết sớm. Thì mình phải mở bụng để mình đảm máu vào trong bụng. Các bạn hiểu không? Dù ở trong đó trẻ thì mình dạy cầm thì mình vẫn phải mở bụng cầm để dầu huyết áp nó lên được, các bạn hiểu không? Nên nếu mà có sốc thì mình mở bụng, tức là mặt nhanh huyết áp tụt thì mở bụng. Còn huyết tập thì học ổn định, tức là mặt dưới 110 huyết áp, tâm tu dưới trên 100 mm, nếu mình siêu âm không đau nó không có gì, kháng bụng không có đau như là đau bụng hết thì cho nhập viện. Sau đến tới 12 tiếng sau khám lại siêu âm lại. Nếu mà siêu âm có lượng tăng thành tổn thương nặng thì mình chụp CT. Thì nếu thấy tổn thương gan má hay lắm thì tại vì chảy máu ít, nếu nào tầm hậu ổn định thì mình điều trị bảo tồn thành công hơn 90%. Tức là máu nó tự cầm không tự mòn. Siêu âm có lượng
thì đây không tổn thương gan mắt, thì người khả năng tổn thương tạc động tức là ruột, vỡ ruột. Vậy có vậy là có cái gì đó mà thằng nào nó không vỡ thì còn lại thằng động các bạn nhé. Thì mình phải đặt cho trong lửa nội soi hoặc là bụng. Nếu giả sử mình xin đi lên thấy có dịch, thấy có khí trong bụng thì sẽ như vỡ ruột chắc rồi, phải mổ. Cái này là ruột nó tốt.
vậy lúc đầu mổ nó tiếp tiếp vậy nè, là do bệnh nhân bị thấp nữa, lúc đó chị nước chị má qua quá thì má đâu có nhiều, huyết áp nó lên nhưng mà ruột rồi nó cũng tiến hết, nó sáng hơn chứ nó đâu có học như bình thường giờ, các bạn hiểu không? Thì bạn chứng nên nội soi có một cái lợi. Thì tới lại chỉ định mở phổi trong trường hợp là thấp, thấp là mở bụng hoặc là chỉ số mạng là mở bụng. Mấy cái kia thì sau này lên đi khám học, cái này là về chỉ số bụng, này là gan nè, này là bụng sống, đây là động mạch chủ, này nó có bơm thuốc cảnh quan mà đại ít nên nó thị thật chưa được. Đây các bạn thấy cái lát, vì quả lát nó ra cái hình này có máu đông quanh lát. Còn trường hợp này á là vỡ cơ quan, vỡ cơ quan chỉ vỡ lát thì lát nó chui lên ngực, tức là vỡ cơ quan nên lát nó thoát vị lên lòng ngực, nó tụ máu ở trong lát nên nó chảy máu được nhiều hơn. Căn mốt thấp xa bỏ tiến thương bụng thì mình tiếp tục hồi sức bằng được truyền bằng máu, phát hiện sớm các rối loạn trong máu. Nếu mà mình truyền máu thì tức là bệnh nhân có phải truyền máu bao nhiêu, truyền 5 đơn vị đi thì phải truyền bổ sung 6 đơn vị tiểu cầu và 2 đơn vị huyết tương đương, này khuyến cáo của thế giới. Nên sau này đi làm mình phải nắm được cái này, giống như bác sĩ khác người ta không nắm, người ta cho, nhưng mà mình là mổ bệnh của mình thì được đánh giá số lượng và tính chất trực quan các ống dẫn luôn. Ý quan mình kiểm tra ngày sau mổ, siêu âm bụng kiểm tra 3-5 ngày sau, tôi kể ra này cách đây 4 năm thì có một ca đó, anh đến 26 tuổi để làm ngân hàng, em đi nhậu. Cái là bạn bè thấy xỉn rồi, kêu là để trả về, không chịu lên xe máy rồn nè, chưa được chặt mét, tén, vô Bình Chánh, thì Bình Chánh thấy nặng quá chuyển lên Chợ Rẫy, thì Chợ Rẫy mổ, mổ ra là vỡ ra phải nát, thì không làm được, nhét 10 cái gạt lớn, nhét 10 cái gạt lớn, rồi sau đó chuyển ra ngoài rồi chuyển lên Chợ Rẫy mình. Thì thường mình nhét gạt vô bụng á thì thường trong vòng 4-8 tiếng là mình sẽ mổ lại, tại mình để hơn cái đó thì nó sẽ nhiễm trùng với gạt, và sau đó là 4 ngày. Thì sau đó bữa đó thì nhận điện thoại của bà vợ luôn, và nó có ca vậy mà con đang nằm đó.